Xin chào các bạn, như đã hứa với các bạn trong bài viết trước của Việt Nga, hôm nay mình xin gửi tới các bạn cách chế biến món mứt từ hoa bồ công anh. Đối với riêng bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi biết được tác dụng của cây bồ công anh qua lời kể của cô giáo. Về nhà, mình đã đọc và tìm hiểu các bài viết về tác dụng của nó. Mình và con đã làm, đã uống và cảm thấy rất tuyệt vời. Theo như mình đọc thì cả rễ, lá và hoa bồ công anh đều có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Bồ công anh đặc biệt hữu hiệu với những người bị bệnh về gan. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Bồ công anh có tác dụng an thần, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn, rất tốt cho những người hay bị mất ngủ. Lá của cây bồ công anh thường được dùng để chữa trị các vết thương bằng cách dạ nó ra và đắp lên những chỗ bị thương, bị viêm. Đối với các chị em đang nuôi con nhỏ, rất nhiều bạn bị tắc tia sữa thì bồ công anh là giải pháp hữu hiệu, giúp bạn vượt qua những cơn đau của việc tắc tia sữa và thông sữa trở lại. Trên đây mình chỉ liệt kê một số tác dụng chính của cây bồ công anh. Mình xin phép không liệt kê hết vì các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin của loài cây này trên Google. Bồ công anh được biết đến như một thảo dược chữa lành rất nhiều bệnh, nhưng ở Nga và một số nước châu Âu, phần lớn mọi người coi bồ công anh như cỏ dại và tìm cách tiêu diệt nó vì nó mọc quá nhiều khắp nơi trong vườn, ảnh hưởng đến các loài cây trồng khác. Để làm mứt từ hoa bồ công anh, các bạn nên ngắt hoa vào sáng sớm khi mặt trời mới lên và khi các cánh hoa đã mở ra. Mình thường ngắt vào khoảng 8 giờ đến 8 rưỡi sáng. Các bạn không nên hái hoa ở bất kỳ nơi nào các bạn gặp, mà nên chọn những nơi càng xa khu dân cư càng tốt. Các bạn nên chọn những nơi ít xe cộ qua lại vì các bạn cũng hiểu rằng khói bụi và xăng xe sẽ có những ảnh hưởng không tốt. Các bạn có thể dùng kéo để ngắt hoa, nhưng mình thấy dùng hai ngón tay chụm lại, đặt dưới đế hoa và kéo lên là cách hái hoa nhanh nhất. Nguyên liệu cần để làm bao gồm 400-500 bông hoa bồ công anh, 1,5 trái chanh, 1 trái cam, 1kg đường. Bước 1. Sau khi ngắt hoa về, các bạn nên để hoa trên một miếng vải hoặc lên trên bàn bếp từ 2-3 tiếng để kiến và các loại côn trùng khác bò ra. Bước 2. Các bạn lấy một chậu nước sạch, vắt vào đó nửa trái chanh. Sau đó các bạn dùng dao và kéo để loại bỏ phần đế hoa. Nếu các bạn sử dụng cả phần đế thì sau này mứt sẽ có vị đắng và khó uống hơn. Vì bên mình hoa đang nở rộ nên mình cắt bỏ hết đế hoa, chỉ để lại phần cánh hoa. Bỏ hoa vào chậu nước đã được vắt chanh và ngâm trong 30 phút, sau đó rửa lại thêm một lần nữa bằng nước sạch và cho vào nồi. Bước 3. Các bạn thái trái cam theo chiều ngang của quả cam. Các bạn cắt thành những lát khoảng 1cm và đặt vào song lên trên phần hoa các bạn vừa cho vào. Bước 4. Cho vào song 1 lít nước và bắt đầu đun. Khi nước sôi, các bạn để nhỏ lửa và đun tiếp trong khoảng từ 30-40 phút. Bước 5. Các bạn để xong nước vừa đun với hoa qua một đêm là tốt nhất để có thể chất lọc được đầy đủ các chất dinh dưỡng từ cành hoa. Bước 6. Sau khi để xong nước qua đêm, sáng dậy, các bạn dùng cái dây để lọc lấy phần nước và dùng thìa ép phần cái để chắt hết nước từ cành hoa. Bước 7. Cho phần nước vừa ép vào nồi, thái chanh thành những lát mỏng và thả vào. Ngoài ra, nếu bạn không thích sau này trong lọ mứt có các lát chanh, các bạn có thể không thái chanh mà đem vắt lấy nước của một trái chanh và cho vào nồi. Đồng thời, các bạn cho vào nồi 1kg đường và khuấy đều lên. Nhớ đun sôi, hạ nhỏ lửa và thi thoảng khuấy đều nhé. Các bạn nhớ khuấy đều và đun sôi trong khoảng 30 phút đến khi các bạn thấy nước sền sệt là được. Có bạn thích đặc quánh thì đun lâu hơn, còn mình thì mình thích loãng hơn một chút. Bước 8. Sau khi chế biến thành công món mứt, các bạn đổ ngay vào một lọ chứa thủy tinh và đậy nắp thật kín để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng để bảo quản, dùng trong mùa đông và có thể dùng tới mùa hoa năm sau nữa. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý, trước khi các bạn đổ mứt vào lọ thủy tinh để tránh lọ bị vỡ, vì hỗn hợp mứt bây giờ đang rất nóng, các bạn phải luộc qua lọ thủy tinh trong nước sôi khoảng từ 3-5 phút. Chúc các bạn làm món mứt thành công và đừng quên để lại một comment vì những cố gắng của mình dành cho các bạn nhé. Ngoài ra, mình cũng đã từng làm salad từ lá cây bồ công anh, bé nhà mình rất thích. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về cách làm món salad giàu dinh dưỡng này, các bạn hãy tham khảo clip dưới đây nhé. Chào các bạn, chúc các bạn thành công!